Đây sẽ là một căn hộ mà nếu như quý vị yêu thích sự trẻ trung, hiện đại cũng như là tối giản thì chắc chắn là quý vị sẽ rất thích căn hộ này. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, đi làm chỉ lãi mỗi tình cảm thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng có một chức năng mà cái bồn rửa này không có. Đó là gì? Rửa trôi nỗi buồn lòng tôi. Quyết định ở nhà xem nhé, 3 ngày 3 đêm. Đã cùng quay trở lại với nhà F, và như thường lệ thì tôi là Khánh Linh, còn đây là anh Tuyến Duy. Ngày hôm nay nhà F sẽ cùng đưa mọi người đến tham quan và trải nghiệm một căn hộ hết sức thú vị tại trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội. Căn hộ ngày hôm nay thì được thiết kế và thi công bởi đơn vị Nut Design, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm căn hộ này. Xin mời. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình từ phía cửa ra vào cũng như là phía bàn ăn rồi phòng bếp như thế này. Thì Khánh Linh thấy sao về căn hộ ngày hôm nay? Đầu tiên phải nói là căn hộ ngày hôm nay có một cái layout rất là thông thoáng, khoa học. Không biết là vừa rồi thì gia chủ cũng như là các kiến trúc sư có chia sẻ gì với anh Duy về layout của căn hộ này không? Sau khi mà chia sẻ với các kiến trúc sư của Nut Design thì được biết rằng đây là một căn hộ cũng đã có cải tạo, và cải tạo rất nhiều. Nếu như mọi người chưa biết thì ngày trước căn hộ này nó sẽ là một căn hộ mà có cái layout nó hơi kín một chút, tức là từ chỗ này ra đến hết cái khu vực bàn ăn này và vòng vào trong này nó là một căn phòng kín, tường kín luôn. Và ở trong này thì sẽ là khu vực bàn ăn cũng như là khu vực bếp. Và mọi người tưởng tượng là nếu như chúng ta mà có một cái không gian như thế ở trong nhà thì ngồi ăn uống ở trong này, nấu nướng ở trong này nó sẽ khá bí. Do vậy thì khi mà tiếp nhận cái mặt bằng này thì các kiến trúc sư đã quyết định là phá rỡ cái không gian mà nó gây cái sự bí bức chật trội để đi, và thay vào đó là một khu vực bếp mở, khu vực bàn ăn mở như thế này. Đấy, hay không? Hay. Và căn hộ của chúng ta thì có diện tích là bao nhiêu mét vuông nhỉ? Căn hộ ngày hôm nay thì có diện tích là 120 mét vuông, bao gồm 3 phòng ngủ. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm 3 phòng ngủ. Nói thêm về phong cách thiết kế thì đây là một căn hộ được thiết kế theo phong cách như chúng tôi đã vừa giới thiệu từ đầu chương trình, một phong cách rất hiện đại và rất tối giản. Nếu như mọi người nhìn vào khu vực bếp này thì mọi người sẽ thấy là cái gam màu của nó hầu hết là những cái gam màu rất là nhẹ nhàng, trung tính, màu kem, màu nâu nhẹ đấy, hay là màu trắng. Và quan trọng nhất là toàn bộ cái hệ tủ ở đây thì không hề có tay nắm. Đó chính là cái yếu tố tối giản trong ngôn ngữ thiết kế của căn hộ này. Ồ, tủ mà không có tay nắm thì sẽ rất là tiện lợi trong cái việc là vệ sinh này. Mà khi mà chúng ta có thao tác trong bếp ấy, thì cũng tránh cho cái việc là va quẹt, dù nhiều khi sẽ bị kiểu chảy nó sức, nó vướng víu đúng không? Ừ, thì đấy, như mọi người nhìn thấy là căn bếp hoàn toàn phẳng. Tuy vậy thì nhìn qua khu bếp này, mọi người sẽ thấy rằng nó là một khu bếp mà có rất nhiều hệ tủ. Và tủ thì làm kịch trần. Và mình khuyên là mọi người khi mà thiết kế tủ bếp thì cũng nên làm tủ kịch trần như thế này. Bởi vì nếu như mọi người mà không làm kịch trần ấy, mà vẫn để có một cái khoảng hở ở trên nóc tủ, thì lâu ngày bụi bẩn sẽ tích tụ ở trên đấy, và chúng ta lau dọn là sẽ rất là vất vả, phải kê ghế lên. Đấy, thì thiết kế như thế này nó sẽ tối ưu được không gian, mà nó lại còn rất dễ trong cái chuyện là vệ sinh. Nghe câu này chỉ ước rằng ngày xưa mình làm nhà ép sớm hơn. Tủ nhà em là không kịch trần à? Thì đấy. Thấy không? Nhưng mà bây giờ đã thấy hậu quả chưa? Hậu quả quá là rõ rệt. Nhãn tiền. Đúng rồi. Rồi, ngoài ra thì Khánh Linh thấy sao về khu bếp này? Có đầy đủ không? Khu bếp này thì về phần công năng hết sức là đầy đủ. Bếp thì được thiết kế theo hình chữ L, sẽ rất là thuận tiện cho gia chủ trong quá trình sinh hoạt cũng như là thao tác nấu nướng này. Về mặt thiết bị chúng ta sẽ có phía bên này là máy rửa bát này, bồn rửa thông minh này, với hệ thống vòi nước rất là đầy đủ các chức năng như mọi người đang thấy. Chắc là mọi người mà hay xem nhà F thì cũng không có lạ gì với cả cái bồn rửa này rồi. Còn nếu như mọi người mà mới đến nhập với nhà F hoặc là đây là video đầu tiên của mọi người thì chiếc bồn rửa này rất hay nha. Nó có rất nhiều cái chế độ rửa. Đó. Rất nhiều chế độ rửa, thậm chí có thể điều chỉnh được cả nhiệt độ của nước này. Đấy, hay là ở cái vòi này lấy nước ra để uống. Rồi, nói chung là nó có thể điều chỉnh được rất nhiều. Nhưng có một chức năng mà cái bồn rửa này không có. Đó là gì? Rửa trôi nỗi buồn lòng tôi. Ái chà, dạo này hình như có tâm sự hay sao ấy nhỉ? Cũng có tí. Còn phía bên này thì sẽ là bếp điện này, lò nướng này, lò vi sóng. Và đặc biệt đây sẽ là một chi tiết khá hay, đó chính là một cánh cửa dẫn ra lô gia. Lô gia này thì sẽ có chức năng, đó chính là để máy giặt này, máy sấy này, giàn phơi thông minh này. Và bên cạnh đó cũng giúp cho không khí trong nhà sẽ được thông thoáng hơn khi mà bếp của chúng ta được thiết kế mở như là thế này. Di chuyển sang bên này thì nó sẽ là đảo bếp. Đảo bếp thì nó cũng là một trong những cái đặc trưng của đơn vị Nut Design. Nếu như mọi người mà quan sát sang bên này đấy, thì mọi người sẽ thấy là nó không chỉ là đảo bếp thông thường như là những cái khối hình hộp chữ nhật hình hình vuông, mà nó sẽ là những cái khối được vát như thế này.
Đấy, như kiểu là chúng ta cầm một cái thanh đao thật là sắc bén từ ngoài vũ trụ, chúng ta chém một phát đấy, nó thành một cái viên đá như thế này. Thực sự là nó là một cái điểm nhấn rất đẹp ở trong khu vực bếp, đúng không? Xem cho nhiều Marvel vào. Nhưng mà Khánh Linh có thấy là đẹp không nào? Một là đẹp, và cái thứ hai là sau một vài năm làm nghề ấy, thì em phải công nhận là cái độ hoàn thiện rất là cao. Đấy, về cái sắc nét này, từng cái đường nét chi tiết mọi người không sẽ thấy nhá, không hề lem nhem một chút nào cả. Từng cái đường nối này, rồi cái đường keo mà mọi người làm ở đây hoàn thiện, nó rất là đẹp mắt, rất tỉ mỉ luôn. Ngoài ra thì cái khu vực bàn ăn bên này nhá, cũng thoáng, cũng có cái thiết kế mở, nó có thể kết nối với cả hầu hết các cái không gian khác ở trong ngôi nhà này. Ngồi ăn uống ở đây mình vẫn có thể kết nối với cả những người ngồi ở sofa đằng kia. Và cái điều mà anh ấn tượng ở đây đó chính là cái gam màu, các kiến trúc dưới suối cũng rất là đẹp. Đây có cả màu trắng này, rồi nó có một cái độ chuyển là màu ghi này, rồi ở bên này sẽ là gam màu nó rực rỡ hơn là màu da cam đấy. Và khi ở trong bếp mà có những cái gam màu kiểu như đỏ hay là da cam ấy thì nó cũng sẽ kích thích cái vị giác hơn. Nhìn nó ngon mắt hơn, đúng không? Là một khu bếp mà nó toàn là những cái màu trung tính, màu lạnh lẽo. Hay nhờ. Đấy, và ngoài ra thì ở phía trên bàn ăn chúng ta cũng sẽ có những chiếc đèn đấy, để tăng thêm cái sự ấm áp khi mà chúng ta ngồi dùng bữa ở đây. Đấy, và phía đằng sau lưng mình thì sẽ là một cái hệ tủ để co, vừa là tủ rượu này. Và như mọi người đang thấy thì từng cái đường nét hoàn thiện, từng cái đường nét thi công nó rất là mượt mà. Phía bên này cũng là vách bo cong nhá, nhưng mà trông đấy rất là mềm mại luôn. Và đây, nếu như mọi người chưa biết thì đây chính là cửa ra vào của căn hộ ngày hôm nay. Đấy, một khu vực cửa ra vào mà mình thấy là người ta làm cũng rất ổn. Tủ để giày thì sẽ được xếp gọn ở bên này. Thực ra cái tủ để giày để ở đây thì anh cũng thấy là khá hợp lý. Nó là một cái không gian cũng tương đối là kín, không gây ảnh hưởng đến những cái khu vực khác. Và có cả ghế để mà có thể ngồi đi giày ở đây này. Gương điện nha. Còn ở bên này chính là không gian sinh hoạt chung cũng như là phòng khách của căn hộ ngày hôm nay. Và nhân đây thì mình có một câu chuyện khá thú vị muốn chia sẻ tới Khánh Linh cũng như là mọi người. Thì khi mà đến đây để trải nghiệm ngôi nhà ngày hôm nay, có được gia chủ chia sẻ rằng là họ cũng là những khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Nhà F. Và thông qua chương trình Nhà F thì chọn được đơn vị thiết kế ưng ý này, cũng như là một phong cách sống, cũng là một ngôi nhà mà lý tưởng. Đấy, thì thực sự là những cái câu chuyện mà mình được chủ nhà chia sẻ cho, đấy chính là những cái niềm vui của anh em tôi khi mà đi làm nghề, thưa quý vị và các bạn. Và nếu như mọi người không biết ý, thì Nhà F chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, đi làm chỉ lãi mỗi tình cảm thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quay trở lại không gian này thì rõ ràng đây là một không gian phòng khách rất là ấm áp, rất là đẹp, với một bộ sofa có cái tông màu nó cũng tương đồng như là những gì mà chúng ta đã được chứng kiến ở khu vực bếp cũng như là phòng ăn. Đấy, sofa da ngồi rất êm và mát. Khánh Linh thấy sao về không gian này? Khánh Linh thấy là không gian phòng khách thì được bố trí một cách rất là hợp lý và tinh tế, từ gam màu cho đến mọi thứ. Và như anh Duy cũng có vừa chia sẻ thì bộ sofa này Khánh Linh thấy đang ngồi rất là êm, tông màu thì trang nhã này, chất liệu da thì mịn mượt. Và bên thiết kế cũng có chia sẻ là đây là bộ sofa được bên họ tự sản xuất. Tự sản xuất, đấy thì có rất nhiều các cái chi tiết, trang thiết bị nội thất ở trong căn hộ ngày hôm nay là đều được Nut Design tự sản xuất. Và mình thấy là những cái món đồ mà họ tự sản xuất ra ấy, có cái độ hoàn thiện cũng như là chi tiết rất là sắc sảo. Đúng rồi. Lát nữa đi nhiều không gian hơn thì mọi người sẽ được chứng kiến. Đây cũng là một cái điểm nhấn khá hay ở trong khu phòng khách này này. Thay vì là một mảng tường gỗ, đúng không? Nó đơn điệu thì ở đây người ta tạo ra một cái điểm nhấn, gọi là một cái không gian nó được đẩy ở bên trong. Và ở trên bề mặt thì có được trang trí cái chất liệu giả đá. Nhìn nó rất là thô nhám, thế nhưng mà nó lại mang lại cái vẻ đẹp cũng như là điểm nhấn ở trong cái không gian phòng khách này. Trông hay nhỉ, xong rồi hai bên chạy led, trông đẹp. Trong có đèn led, đây, cũng là một cái mọi người có thể tham khảo để áp dụng vào nhà của mình được. Phía đối diện thì đây lại có Tiến Duy, có Minh Anh, em tôi. Có Minh Anh. Nếu như mọi người chưa biết thì Minh Anh chơi thân với cả Khánh Linh nhỉ? Mọi người biết rồi, cả xã hội biết rồi. Nói vui một chút vậy thôi, xung quanh ở đây thì sẽ là một cái hệ tủ TV. Và trên này thì nó sẽ là một cái bề mặt gọi là gỗ công nghiệp, thế nhưng mà bề mặt được làm giả đá. Đấy, nhìn rất là giống đúng không? Rất là chân thực. Và cái chất liệu này ấy, thì nó được nhập khẩu từ Ý về. Đó. Còn ở dưới này thì nó là cái chất liệu laminate. Đấy. Có cái màu vàng hồng. Mà thực sự là cái màu này nhìn ốp ở đây cái không gian nó đẹp nhỉ? Trông nó còn xước xước, nó còn nghệ nghệ cơ. Đúng không? Và điểm nhấn đặc biệt còn lại ở trong không gian phòng khách này đó chính là một chiếc bể cá với những chú cá chép sư tử. Ôi đẹp nhờ. Đẹp lắm, giá trị rất lớn đấy. Màu trắng thì đẹp thế. Và đây là cái sở thích riêng của gia chủ thôi. Để vận hành cái bể cá này thì nó sẽ có những cái bộ lọc ở dưới này này, được thiết kế rất là cẩn thận, rất là gọn gàng luôn. Và khi mà mình đứng ở đây ấy, thì mình thấy là cái chiếc bể cá này nó cũng hoạt động rất là nhẹ nhàng.
hầu như mình chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách một chút thôi. Còn lại là không nghe thấy tiếng của bộ lọc đâu cả, đúng không? Hay không? Anh Duy tinh tế rồi. Hay không? Và đấy, nếu như mà mọi người để ý kỹ một chút thì cái bể cá này này nó có cái phần khung được đơn vị thiết kế làm rất khéo, và nếu đứng từ xa nhìn vào thì chúng ta sẽ dễ nhầm tưởng đây là một bức tranh chứ không phải là một chiếc bể cá thông thường. Lợi hại thật. Đấy, nó tối tối đấy, mọi người xem như một bức tranh luôn. Mà còn sạch nữa cơ. Rồi, tiếp theo có một không gian nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người, đó chính là không gian ở bên ngoài này. Đây là một căn hộ có khoảng lô ra rất rộng, và không chỉ rộng thôi đâu, nó còn thông sang phía phòng ngủ bên kia nữa. Và với khoảng lô ra rộng như thế này thì gia chủ có thể sau này đặt thêm bộ bàn trà này, hoặc là trồng thêm rất là nhiều các loại cây hoa. Và đứng ở đây thì Khánh Linh cũng thấy là cái chiều cao của lan can kính rất là ổn, rất là an toàn. Và chưa hết, ngoài cái chuyện là lan can bằng kính cao ra thì gia chủ còn cẩn thận đệm thêm một lớp lưới như thế này nữa. Thì nếu như mà trong trường hợp nhà có trẻ nhỏ thì hoàn toàn yên tâm, đúng không? Và với một cái phần lô ra rộng như thế này thì gia chủ có thể thoải mái bày vẽ, có thể để bàn ghế này, có thể trồng cây này, thậm chí có thể đạp xe đi dạo ở trong này cũng được. Có một điểm mà Khánh Linh thấy rất đáng khen trong việc thiết kế layout của căn hộ này, đó chính là tất cả những khoảng không gian sinh hoạt chung thì sẽ được thiết kế ở bên ngoài này. Và từ khu vực này trở đi thì sẽ là những không gian riêng tư hơn, và cụ thể đó là 3 phòng ngủ trong căn hộ. Và có một điểm nữa mà thiết kế mà mình cũng rất là thích, đó chính là về phần màu sắc này. Và như mọi người đang thấy thì đây, phần này chính là những cái vách liền tường, tạo cảm giác cho cái hành lang của chúng ta nó sáng sủa hơn, nó được thông thoáng hơn, ánh sáng thiết kế cũng rất là hợp lý. Và để làm nổi bật lên cái vẻ đẹp của sự hiện đại cũng là tối giản thì ở đây, ngoài cái phần vách liền tường như Khánh Linh vừa giới thiệu thì các kiến trúc sư có sử dụng cả cửa giấu khuôn. Đấy, cái phần cửa giấu khuôn này thì nó sẽ hòa nhập vào cả cái tổng thể ở đây luôn. Nó không lộ ra là một cánh cửa cho đến khi chúng ta nhìn cái phần tay nắm này nhá. Và với thiết kế này thì rõ ràng là cái không gian này là một không gian mà mọi người nhìn thấy nó rất là phẳng, rất sạch sẽ, nhìn rất là thích mắt. Và những cánh cửa này sẽ dẫn chúng ta đến những phòng ngủ cũng như là một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này sẽ dùng chung cho những không gian ở bên ngoài cũng như là hai phòng ngủ này. Và cái phòng ngủ đầu tiên mà nhé, muốn giới thiệu tới mọi người, tất nhiên rồi, phòng ngủ to nhất, nhiều chức năng nhất ở trong ngôi nhà ngày hôm nay. Mời mọi người đến với phòng ngủ Master. Phòng ngủ Master vẫn với những nét thiết kế tương tự và đồng nhất so với cả căn hộ, vẫn mang những nét vừa ấm cúng vừa trang nhã, lại vừa có những nét tương phản nổi bật và trẻ trung này. Đứng ở đây thì Khánh Linh thấy là trung tâm của trong phòng ngủ Master chính là một chiếc giường bằng da cỡ lớn, và cái màu sắc thì cũng rất là nổi bật. Phía bên trên này là những mảng tường giả đá này, trông cũng rất là hợp lý, đúng không? Đúng rồi. Đó. Về phần công năng thì không có gì để chê cả. Chúng ta sẽ có hai táp đầu giường này, có đèn đọc sách này. Hệ thống ánh sáng cũng được thiết kế một cách cực kỳ hợp lý. Khi mà gia chủ nằm ở đây để nghỉ ngơi thì sẽ không bị cái ánh đèn nó dọi thẳng xuống. Đúng rồi. Đó. Và đứng ở đây thì mới quan sát được là phần trần đã được các đơn vị thiết kế và thi công một cách rất là bài bản. Khi mà từng cái đường nét nhá, anh Duy thấy không? Bo cong, mềm mại, không hề có một chút lem nhem nào. Trên trần có cả trần sao luôn. Có ngôi sao băng đang bay qua, vù một cái. Rồi, nếu mà để ý kỹ thì sẽ thấy là sao băng bay qua và... Ước đi. Ước gì mình có một cái ngôi nhà như thế này, đúng không? Chắc chắn là nhiều người xem chương trình ngày hôm nay thì cũng thích có một cái không gian như thế này. Và thực sự là đứng ở trong không gian này thì cảm thấy nó ấn tượng thật, Khánh Linh ạ. Ấn tượng thật, gia chủ và đơn vị thiết kế chăm chút. Đấy, bên đối diện thì cũng có tủ quần áo này với cánh kính màu đen. Rồi. Trông rất là lịch sự trang nhã này. Có bàn trang điểm nữa luôn. Phần công năng thì không có gì để chê cả. Nhưng mà em đang thắc mắc là không biết là nhà này chắc là không xem tivi rồi anh ạ. Đúng, nếu như mọi người để ý kỹ thì sẽ không thấy sự xuất hiện của bất cứ một cái thiết bị giải trí nào. Nhưng bên đơn vị thiết kế cũng như là gia chủ đã tính toán đến những cái giải pháp đấy rồi, Khánh Linh ạ. Thiếu đi TV thì chúng ta lại được bù lại bằng một cái hệ thống máy chiếu cũng như là màn chiếu rất là lớn. Đây, chỉ bằng một vài thao tác đơn giản thôi. Kéo cái máy chiếu này xuống này. Rồi, bên này kéo màn chiếu xuống là chúng ta ngay lập tức có thể biến cái căn phòng ngủ này trở thành một rạp chiếu phim tại gia mà không cần phải đi đâu cả. Xem phim như này thì cũng thích đây, nhưng mà em đang thấy là bây giờ ánh sáng đang bị hơi sáng quá, mà nếu mà muốn đi tắt đèn lại phải chạy từ đây ra kia. Nó đang tưởng tượng ở đây. Đúng. Đang tưởng tượng là mình đang là chủ nhân của từ một người lười suy ra đấy. Là đúng rồi, chả lẽ mình lại phải chạy ra mình tắt điện hay sao? Thì cái này nó cũng nằm ở trong cái sự tính toán của gia chủ rồi. Bằng chứng là ngôi nhà này thì có sử dụng cái hệ thống điện Smart Home, và có thể điều chỉnh qua app ở trên điện thoại này. Rất là đơn giản thôi, một vài cái thao tác mà hầu như là ai cũng có thể làm được. Đây là app được sử dụng tiếng Việt, cho nên là bây giờ mình muốn tắt đèn, đúng không? Đây, bấm vào mục này này. Hay không? Chỉ cần nằm ở trên giường thôi. Sướng quá nhở. Chỉ cần em cầm được cái điện thoại là thôi, em không phải đi đâu nữa cả. Em chỉ cần tắt đèn đi. Và đây, sau khi tắt đèn thì mình bật máy chiếu lên. Như mọi người thấy thì máy chiếu này là một chiếc máy chiếu mà có độ phân giải lên đến 4K.
Cho nên là dù chúng ta nằm đây xem phim hay là xem nhà F thì hứa hẹn sẽ đều là một cái không gian rất là tuyệt vời, đem lại những trải nghiệm mà đặc biệt. Mình không cần phải đi đâu cả, đã có một rạp chiếu phim ở ngay trong phòng ngủ của mình rồi. Rất hay nhỉ? Đúng, quyết định ở nhà xem nhà F 3 ngày 3 đêm. Tất nhiên rồi, trong phòng ngủ master chúng ta sẽ có một phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín ở phía bên này. Và bên đây sẽ là một tủ kho, nhưng mà là cánh kín. Nghe tủ kho nghe lạ nhỉ, nhưng mà dễ hiểu thôi. Bởi vì ở bên trong kia chúng ta đã có tủ quần áo cánh kính rồi, thì ở đây sẽ là tủ cánh kín. Đấy, cánh kín này thì để quần áo trái mùa này, hay vali, hay là những cái đồ mà mình không muốn người khác nhìn thấy thì mình để ở trong này. Đấy, nó cũng rất là thuận tiện. Hợp lý nhỉ? Dễ hiểu. Rồi, ở bên này sẽ là một phòng ngủ phụ mà chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người này. Phòng ngủ phụ đầu tiên. Phòng này thì được sử dụng cho bé trai. Đấy, với gam màu rất là dễ nhận biết rồi này. Có tủ quần áo, có một chiếc giường ở đây. Không gian đáp ứng được cả cái chuyện là nghỉ ngơi cũng như là vui chơi của các bé. Đây, các bé có thể ngồi chơi cờ rồi chơi đồ chơi ở bên này, rất thuận tiện. Có một chiếc tivi có thể di động được nữa. Tivi lớn ở đây luôn, rồi là giường ngủ cũng xịn, có tủ quần áo này, view đẹp luôn. Thực ra nói đây là phòng ngủ phụ thì hơi bị oan đấy. Em thấy là phòng ngủ này phải là phòng ngủ VIP luôn ấy. Trong nhà là các bé hơi bị VIP luôn. Ồ, này có khi còn rộng hơn là phòng ngủ ở nhà mình. Đây, ở đây thì mọi người sẽ thấy là có một chiếc lô ra. Và lô ra này thì nhìn thẳng xuống phía đường sắt ở trên cao. Đấy, tuyến đường Nguyễn Trãi. Bên cạnh phòng ngủ dành cho bé trai bên kia thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa, diện tích nhỏ hơn một xíu. Phong cách thì đối lập này, màu hồng ngọt ngào rồi nữ tính hơn, mọi thứ kiểu đáng yêu ấy. Đây là phòng cho bé gái rồi. Rồi, và có một điểm cộng là mình thấy dù là phòng ngủ nào cho bố mẹ hay là cho con thì cũng đều tràn ngập ánh sáng mà, và có cái cửa sổ rất là lớn, view đẹp ra bên ngoài. Đấy, đấy là cái điểm cộng rất là lớn cho toàn bộ những cái căn phòng ở trong ngôi nhà ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm tiếp tục một công trình nữa của Nut Design. Và như mọi người đã thấy, đây là một công trình được thiết kế mang phong cách trẻ trung, hiện đại và tối giản. Không biết là Khánh Linh có suy nghĩ như thế nào về căn hộ ngày hôm nay của chúng ta? Khánh Linh thấy đây là một căn hộ rất ấn tượng, toàn điểm cộng thôi, không có điểm nào trừ. Nó sẽ có những cái nét tinh tế trong thiết kế này và có những cái nét tiện dụng trong công năng, và đặc biệt là tích hợp những cái công nghệ thông minh sẽ giúp cho cuộc sống của gia chủ sau này sẽ trở nên tiện dụng hơn, dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Và quan trọng nhất ý, công trình này được thiết kế và thi công bao nhiêu tiền? À, đấy cũng là cái câu hỏi mà Tiến Duy nghĩ là rất nhiều khán giả quan tâm. Thì với một công trình có diện tích lên đến 120m², đầy đủ công năng và rất nhiều cái điều hay ho mọi người vừa thấy, mà cái chi phí hoàn thiện của nó chỉ khoảng 1 tỷ đồng, thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho chúng tôi được biết là chi phí đấy nó có hợp lý hay không. Rất cảm ơn Nut Design ngày hôm nay đã mang đến cho nhà F một công trình rất đẹp. Và nhà F trong thời gian sắp tới thì sẽ còn gặp lại mọi người với rất rất nhiều công trình hay và đặc sắc. Trong thời gian chờ đợi, nhớ đăng ký và ủng hộ anh em của tôi nhé. Còn bây giờ, vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.